Tại vì hội thánh bắt đầu khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Amen. Thì là 2000 năm trước là bắt đầu đã lên một tuần đã giảm xuống rồi, nhưng mà một nửa phần. Bây giờ thì là sắp xuống là có nửa phần còn lại của lễ vũ tuần nữa, đúng không ạ? Đấy, khi mà nói là lễ vũ tuần thì ở đây thần sư ý muốn nói là cái sự tôn tổ rất lớn của Đức Thánh Linh. Và trong này thì sư có nói trong phần đầu. Thầy sư nói là nước trời thường lấy những sự rồ rại của thế gian, rồ rại để làm những hồn hẹn những người khôn ngoan hồn thánh sử dụng phân nửa thì giờ và sự cầu nguyện tìm kiếm nước trời để được Đức Thánh Linh dẫn dắt như hồn thánh đã làm thường làm, thì để cố gắng nghĩ ra những phương pháp chương trình mới thì hồn thánh sẽ thấy chính mình đang ở giữa cuộc phục hưng lớn nhất thế kỷ này. Có nghĩa là đưa trở ngài kêu gọi hồn thánh vào sự cầu nguyện thay vì là tìm kiếm các cái chương trình suy nghĩ hay là thiết kế nghĩ ra những cái chương trình để làm cho tiêu khiển. Thì chúng ta sử dụng cái thời gian đó để mà bước vào cái sự cầu nguyện, học kinh thánh, đọc kinh thánh cùng nhau, thì nó sẽ là một cái thời điểm mà Chúa sẽ phục hưng rất là huy hoàng, mà nhất trong mọi thời kỳ. Tôi để ý nếu mà cầu nguyện không thì sẽ không có ăn thua. Tại vì thật sự nếu mà đến chợ Chris mà chỉ để cầu nguyện thôi thì tôi nghĩ là tôi không có gì để cầu nguyện cả. Vì ở nhà ông Thánh quý vị cầu nguyện rất nhiều, nhưng mà các buổi thiên ăn cầu nguyện quý vị cũng cầu nguyện rất nhiều. Nhưng mà khi mà cùng nhau học lời của Chúa rồi cùng nhau thảo luận thì nó mới là một cái điều mà khiến cho chúng ta rất mạnh mẽ. Thế cho nên là nếu như mà cái cách thức mà chỉ có cầu nguyện không, nó không dẫn đến những cái sự phục hưng ở trong tấm lòng của mọi người ấy, đặc biệt là những cái lời cầu Chúa hướng dẫn người khác, thì cái cách mà cô mục sư đồ làm đầu tiên đó là chúng ta cứ học cùng nhau, kinh thánh cùng nhau và thông công cùng nhau, trao đổi cùng nhau. Có thể không phải ai cần phải giảng dạy đâu quý vị ạ. Có thể là chúng ta cùng đi cùng một lần mà ví dụ như cùng nhau đọc cùng một cuốn sách rồi là trao đổi đi. Thì tôi đối với lại mấy em thanh niên cũng đôi khi cũng làm như vậy. Không phải lúc nào cũng ngồi giảng cho các bạn nghe đâu, không phải. Nó sẽ rất là chán và đôi khi nó không có ấy. Cho trừ những cái thời điểm cầu nguyện cùng nhau ra, hát tập phượng cùng nhau ra thì sẽ có những cái thời điểm mình ngồi mình có thể đọc một cái cuốn sách rất hay cùng với nhau. Đúng không ạ? Có thể nào trừ với Chris cũng được nữa. Nó trừ với Chris rất là mạnh nha quý vị. Nếu mà chúng ta cùng nhau đọc với lại tín đồ có thể nó sẽ gây phấn hưng rất là mạnh cho tấm lòng của tín đồ. Họ cũng sẽ khéo khác giống như các chị nấu bếp đây ạ. Lần đầu tiên là được đi lên đây học LOC nhưng mà rất khéo khát để được đi học LOC. Nó cũng sẽ sinh ra cái lòng khéo khát, hay là bạn Lộc chẳng hạn lúc nãy là khéo khát để dành cho cái thời gian cái gym ra để đi học. Thế nên rằng là LOC lên cái sách này cũng là mang những cái sự phấn hưng rất là mạnh mẽ trong tấm lòng của những người con cái Chúa. Và cái cách thức giống như môn đồ đầu tiên, ngày nào cũng lên đền thờ để cùng nhau học lời của Chúa, nghe lời Chúa. Dĩ nhiên bây giờ sứ đồ giảng lời Chúa thì họ còn sơ học, nhưng ví dụ như là các quý tôn đã chưa có thể là cùng nhau học một đoạn kinh thánh, sau đó thì cùng nhau thảo luận với tín đồ rồi các mình giải thích thêm, đúng không? Như là mình là người hướng dẫn thì có thể giải thích thêm, hoặc là các bạn trưởng nhóm cũng vậy, trưởng tổ tế bào hoặc là trưởng nhóm hoặc là trưởng của một cái khu vực chẳng hạn, thì mình cứ nhóm lại. Nói chung là tôi nghĩ rằng kể cả những lãnh đạo mà có lãnh đạo của mình cũng cần phải nhóm lại như vậy nữa. Tôi nghĩ sự thông công rất quan trọng ngày hôm nay, thì thấy lý do tại sao mà người ta bằng mặt mà không bằng lòng là vì người ta họp lại và người ta không có thông công. Không lời Chúa, thông công cái việc gì đó không mà không có thông công lời Chúa. Mà họp thôi chứ không có sự thông công lời Chúa. Nhưng mà thông công lời Chúa là cả anh em của chúng ta không phải ngồi giảng một bài để nghe thôi, cho nên là chẳng lắm. Tôi thấy đa số các buổi thông công của các mục sư, tôi thấy nhiều khi tôi đến cũng thấy cảm thấy nó không có. Tôi nói thật, xin với đời đời Chúa xin tha thứ và bỏ qua cho tôi. Như nếu mà quý vị có dặn thì tôi chịu, nhưng mà thật sự tôi cảm thấy nó không có hào hứng gì cả. Ngồi để có một tí rồi nghe một người bạn xong rồi thôi, ăn cơm với nhau xong đi về. Tôi cảm giác như nó cứ thế nào ấy, tôi cảm thấy nó không quen với cách đó. Bởi vì hồi nào giờ để tôi với nhân sự hay là trường kinh thánh LOC ở đây cũng như vậy này, luôn luôn là có những cái sự thông công cùng với nhau, trao đổi cùng với nhau, chia sẻ cùng nhau. Đây là cái khóa này, tại vì quý vị học một tuần phải tách, bị mất rất nhiều thời gian. Chứ còn bình thường như em quán của em Tài, em Bích học một tháng rưỡi, thông công suốt ngày luôn, mà vui lắm. Mà khóa đó chính là khóa chất lượng nhất luôn.
khóa đó là khóa mà nhiều người đang hầu việc Chúa, và các bạn thanh niên đều hầu việc Chúa hết, có các bạn ở ngoài Bắc hay là trong Sài Gòn đều rất là mạnh mẽ, còn những khóa khác mà không có nhiều tâm công thì nó bị yếu hơn. Nên là cái tâm công nó là cái điều mà sẽ chắc chắn là sẽ gây ra những cái phấn hưng và cái phấn khích trong tấm lòng của bạn. Chính chúng ta là tấm lòng của bạn tín đồ, amen. Ví dụ là bây giờ bạn chị em thấy có những người nào mà họ sốt sắng trong công việc Chúa, họ yêu mến Chúa, thì chúng ta hiệp lại với họ, hay là kêu mời đến nhà tôi đi, đúng không? Nhà tôi cũng thế, nhà tôi là trung tâm điểm của các nơi của những con cái Chúa, luôn luôn học lại và luôn luôn mà tâm công với nhau, có gì thì ăn đấy thôi, đúng không? Sau đó thì học lời Chúa cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau, trao đổi với công việc Chúa và cùng nhau học. Đôi khi cùng nhau đọc một cuốn sách, từ giờ thì chúng tôi đọc cái cuốn Lãnh Tứ của Đức Chúa Trời rất là hay. À, mấy chị em cùng nhau đọc, mấy em cùng nhau đọc. Ê, là có những thời điểm chúng tôi thảo luận về sự vấn nhất là sự kiện tâm linh là gì nhỉ? Tái lâm. Đó. À, và đấy có những lúc mình thảo luận cái gì đó mà mình cảm thấy thú vị trong lời Chúa, chứ mình không phải cứng nhắc là phải đến phải một tiếng cầu nguyện trong đó là mục sư lên ABC xong rồi đi về, không có một cái gì là nó kiểu như nó công thức đấy, thì công thức nó chỉ sinh chết thôi. Mà người ta sẽ chán nản lắm, nhưng mà tôi thấy các thanh niên chẳng thấy ai chán cả, rất vui, đúng không ạ? Rất vui. Cho nên là những người mà chúng ta gây dựng và môn đồ hóa là những người phải thú vị với lời của Chúa Trời, có nghĩa là họ phải tỏ yêu mến thế nào, thì những người như đó là những người mà chúng ta dành thời gian nhiều với họ và gây dựng họ là rất nhanh thôi. Nếu mà chị em trong vòng 2-3 năm thôi là chúng ta có thể gây dựng được một môn đồ vững và đứng vững, và chúng ta trong chức vụ có thể 5-10 năm, 5-7 năm thôi là họ có thể chịu trách nhiệm được, làm trưởng của điểm nhóm được, hoặc là trưởng tế bào, tổ tế bào được. Đây là sự thật mà bất cứ những người nào hầu việc Chúa muốn thành công là phải có cái tiến trình của việc ở riêng với các môn đồ. Chúa Giêsu cũng như vậy. Chúng ta thấy thần Chúa như thế nào thì chúng ta như vậy, đúng không? Chúa cũng như vậy. Chúa không có dùng cách thức nào. Nếu mà Chúa có thể dùng cách thức mà Chúa đứng giảng xong rồi là mấy ngàn người đó mà thành môn đồ được thì Chúa đã không làm. Chúa đã làm như vậy, đúng không ạ? Chắc chắn Chúa là Chúa của cả thế gian này, Ngài có đầy đủ sự khôn ngoan rồi. Nhưng mà Ngài cũng giảng, nhưng mà qua cái sự giảng đó thì Ngài bắt đầu Ngài lựa ra. Đúng như khi tôi nói chướng thì chúng ta hội thánh chúng ta rất đông, nhưng mà mình lựa ra, mình thấy được rằng những người này đang đứng ở những cái lựa ra để môn đồ mà nó cá nhân để bước vào cái công tác chức vụ. Chúng ta muốn hội thánh lớn hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, thậm chí hàng trăm người, và thậm chí có thể là cả nửa triệu người, đến triệu người. Giống như hội thánh chơi đâu thì chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác này càng mạnh càng tốt, đúng không? Rồi chúng ta từ từ chúng ta môn đồ hóa, và những môn đồ đó cũng sẽ môn đồ người khác nữa. Đó là cái tiến trình đúng và sẽ rất là mạnh. Và hội thánh như vậy, và ông là hội thánh mạnh. Chứ còn hội thánh mà chỉ có tín đồ không thì quý vị biết rằng là khi thánh linh thăng tiến thì họ mạnh lắm. Có những cái cuộc phục hưng á, khi mà tôi nghe về những cái cuộc phục hưng mà tôi đọc về những cuộc phục hưng, thì có những cái cuộc phục hưng thì khi mà thần của Chúa đổ xuống họ mạnh lắm, họ sẵn sàng rời bỏ công việc nhà cửa đến hiệu Chúa, nhưng mà vì không có lời của Chúa Trời, vì không có cái sự môn đồ hóa cá nhân đó, môn đồ hóa theo nhóm, theo cá nhân của người nhau, thì sau đó ấy, sau khi mà thần của Chúa đã thăng tiến cái giảm dần người ít rồi, thì bắt đầu là những người đó là ngã hết, người đó không còn tiếp tục đi theo Chúa nữa. Cho nên rằng là đến là giống như bị lost, bị mất vụ lạc, bị mất bông trái. Mặc dù bông trái đã chín rồi, nhưng mà bị mất bông trái, nhìn có vẻ là chín mọng nhưng mà mất. Cho nên là cái cách của Chúa Giêsu làm là luôn luôn đúng. Cho nên là không phải là chỉ cầu nguyện, nhưng mà thật tình cái thời gian để cùng nhau trò chuyện, học lời của Đức Chúa Trời, thông công với nhau trong cuộc sống, chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Chúa Giêsu làm cách đó, chúng ta cũng hãy làm theo y chang như cách của Chúa Giêsu. Các môn đồ đầu tiên họ cũng làm y chang như cách của Chúa Giêsu. Amen đúng không ạ? Các mục sư đấy đúng không ạ? Hội thánh đầu tiên làm y chang như cách của Chúa Giêsu. Nên ngày hôm nay tại sao mà nhiều nơi thất bại và nhiều nơi không có người hầu việc Chúa, nhiều nơi không có những con bò, không có những người mà được dấy lên trong chức vụ? Tại sao nhiều nơi là người ta tín đồ thì các thanh niên nam nữ các thanh thiếu niên cứ rời bỏ hội thánh bởi vì không có một cái sự môn đồ hóa cách cá nhân. Khi tôi đi sang bên Philippines học vào thời điểm đó thì hội thánh bên đó đông lắm, một cái nó chắc là cũng phải 150-200 người. Thì tôi phục vụ cho các cái ban thanh thiếu niên á, thì các cái nhóm này, các mục sư của họ, những mục sư lãnh đạo đấy, họ luôn luôn là
dành thời gian cho cái nhóm thanh thiếu niên này để nói chuyện cách cá nhân, rõ ràng một đánh rất đông, nhưng mà dành thời gian để nói chuyện về Chúa, chia sẻ với Chúa cách cá nhân này cùng nhau học lời của Chúa. Ừ, mà 200 người như vậy, nhưng mà vì mình có mình hỗ trợ thôi, còn cái lúc mà chia sẻ lời Chúa thì lãnh đạo thì đã sẽ chia sẻ chính, còn mình chỉ trích lại những cái kia thôi. Để hồi đấy mình còn nhỏ, rất là nhỏ, mà mình hỗ trợ hồi đấy tôi học năm 2009-2011 thì là cũng ngồi đó, lúc đó tôi cũng có mới hơn 20 tuổi à. Cho nên là đó là tôi thấy là họ rất thành công, cho nên các em thanh thiếu niên sau này lớn lên nó rất yêu mến Chúa. Trong số đó bây giờ rất nhiều đứa đang học về Chúa. Và rất là nhiều người lứa bây giờ nó chỉ là thanh thiếu niên thôi, nhưng bây giờ qua mười mấy năm rồi thì tụi nó bây giờ đã lớn trưởng thành rồi, và tụi nó bây giờ bắt đầu hướng dẫn được trang thờ phượng, rồi làm công tác của đánh, rồi chăm sóc nhóm nhỏ, rồi dạy thiếu nhi rất rất nhiều. Vì cái lớp thiếu nhi mà tôi dạy ngày xưa cũng như vậy, bây giờ chúng nó cũng đang ngồi vị Chúa ở trong hội thánh đàn hát như các thứ, hướng dẫn anh thiếu niên thiếu nhi đó. Thì cho nên là nếu mà có cái môn đồ hóa này thì tôi dạy thiếu nhi tôi rất thú vị, bởi vì các cháu nó rất là ham học hỏi, nó giống như là mình đang môn đồ chúng nó vậy đó. Ngày xưa tôi dạy thiếu nhi thì rất nhiều dạy thiếu nhi nhiều, dạy thiếu nhi ở thánh mình và dạy thiếu nhi cả trên chỗ trại trẻ mồ côi ấy, từ lúc mà các em nó mới được đưa về để trại trẻ chỗ Phú Lý đó. Bây giờ thì ông bà nhận khoảng hơn 130 đứa thì phải. Thì ngày xưa lúc mà mới vào thì chúng nó nhỏ xíu mà, thì cũng như vậy dạy môn đồ như vậy, từng đứa một hỏi câu hỏi gì đó thì cô hành trả lời để ngồi hỏi, cho nên mỗi ngày cứ bu bu và bám thôi, mệt lắm nhưng mà cũng được vui. Và cái gì ban đầu nó cũng có hơn 20 đứa thôi, từ từ nó lên 40-50 đứa, xong bây giờ lên 130 đứa luôn, ôi trời quá chừng luôn. Cho nên là những đứa lớn ấy khi mà tôi lên nó vẫn rất là thích, nó cứ ngồi lại nói chuyện thôi, ngồi lại nói chuyện đủ cái thứ trên đời, chị Hằng ơi cái này, chị Hằng ơi cái kia. Nó rất là ham học hỏi. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ môn đồ đưa những điều tin kính của Chúa, lời của Chúa vào trong cuộc đời của các em, sau này các em vững vàng để các em bắt đầu bước vào hầu việc của trời, trở thành những người con cái tôi đối với Chúa, hầu việc Chúa. Nên là bây giờ thì tôi còn ít lên thì càng tôi lên, cho tới tôi cũng sẽ lên, nếu có vài cha nào muốn đi thì có thể đi cùng thăm các cháu. Nhưng mà trước đây thì tôi lại thiếu nhi thì tôi cũng làm đi chăng như là các với các thanh niên, và cũng như vậy rất luôn luôn là cùng nhau ngồi và nói chuyện chia sẻ ông bà chị em. Đây là cái cách thức tôi tin rằng là hiệu quả, vừa cầu nguyện mà vừa và phượng mà vừa cùng nhau trao đổi kinh thánh, lời của Đức Chúa Trời, học lời Chúa thì chính lời Chúa sẽ làm cho chúng ta rất là vững. Kinh thánh nói rằng là chúng ta giống như những người khôn xây nhà mình ở trên bậc đá. Amen. Chúng ta xây nhà, xây nhà không thể nào cách khác vào bằng chỉ bằng lời Đức Chúa Trời được thôi. Không thể nào mà chúng ta xây bằng cái gì của thế gian này, bằng kiến thức khôn ngoan của thế gian này. Tuy nhiên chúng ta cũng cần có những cái kỹ năng. Thì tôi cũng dạy những kỹ năng như tiếng Anh, tiếng Hàn, chẳng hạn tôi cũng dạy cho các cháu tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, hoặc là như là một số đứa nó đàn guitar, nhưng sau này nó đàn giỏi, đàn giỏi hơn tôi nhiều. Bây giờ nó đàn giỏi lắm. Thì mình thì vẫn amateur mà chúng nó đã giỏi lắm rồi. Nhưng mà đó thì những cái kỹ năng thì tự nhiên cần thiết cho cuộc sống của các cháu. Rồi cả mấy cái tính nữa, nhưng mà cái điều mà có thể khiến tâm linh của chúng nó vững vàng và chuẩn bị cho chức vụ sau này của chúng nó là chỉ là lời Chúa tôi khuyên bài chị. Nên là cái cách thức này cũng là sẽ cách thức mà Chúa sẽ phấn hưng quý tôi đời Chúa và đối với anh chị em trong thời điểm của FOC, và sau đó thì chúng ta cũng sẽ áp dụng y chang như thời kỳ đầu tiên, y chang như Chúa Giêsu, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Amen. Để thành công tôi tin rằng là nếu như mà quý tôi đời Chúa là những người mà đã có kinh nghiệm rất nhiều trong chức vụ rồi, mà môn đồ hóa tôi nghĩ là 2-3 năm thì đầy luôn, bởi vì quý vị có cái tầm ảnh hưởng rất mạnh, các mục sư có tầm ảnh hưởng dân chiên rất là lớn, không ạ? Thế như là chị Hằng kêu thì rất là khó, nhưng mục sư kêu phát đi luôn. Nếu như cô Bích ấy, nhiều khi chị Hằng kêu là FOC thì khó, nhưng mà mục sư ở tận tâm Tiền Giang kêu cái là đi luôn, đi mấy ngày luôn, đúng không ạ? Đấy, vì cái tầm ảnh hưởng, cái sự ảnh hưởng của các mục sư á, cái uy quyền mà Chúa đặt để trên quý vị, trên cái bày trên của Chúa là rất là có uy quyền rất mạnh. Thế nên là đôi khi mình kêu cái là nhiều khi tín đồ họ cũng bận lắm, nhưng mà họ phải tranh thủ họ đến thôi ạ. Tôi thấy có nhiều hội thánh á, nhiều khi họ bận đi làm bận này bận kia con cái, nhưng mà mục sư kêu là đến lúc ăn cái là thấy tất cả bỏ đi đến lúc ăn, đúng không ạ? Thế nên là đấy là cái đặc ân mà Chúa ban cho quý tôi tới Chúa. Đặc ân quý tôi tới Chúa có như vậy không ạ? Ở hội thánh của quý vị có như vậy không ạ?
kêu là đấy là chứ không có họ không có ấy đâu. Chiên là rất là ngoan. Chiên là người là chiên của Chúa nữa, nếu mà phải cũng có một số chiên thì chưa ngoan lắm, thì từ từ sẽ ngoan đấy em. Nhưng mà đa số là chiên là rất là ngoan, kêu là tới. Nên là đó là một cái đặc ân mà Chúa ban cho quý vị. Và khi mà quý vị nhận thấy những người yêu mến Chúa, tôi tin rằng là chúng ta áp dụng đúng như cách của Chúa Giêsu và đúng như môn đồ của các môn đồ đầu tiên, thánh đầu tiên, nhóm hiệp lại cùng học lời của Chúa với nhau, ăn uống với nhau và thông công với nhau và trao đổi lời Chúa với nhau, cầu nguyện với nhau, thì chắc chắn là sẽ có nhiều người bắt đầu được vào Chúa và chức vụ trong thời gian sắp tới. Và nửa phần còn lại của lễ mỗi tuần, khi mà Chúa Giêsu đến thì cái sự cung đủ của Chúa trên hồng thánh, sự thanh tẩy trên hồng thánh, và điều cuối cùng đó là hồng thánh sẽ trưởng thành. Chắc chắn là Chúa tuôn đổ, thì ở đây sư nói về cái cơn sàng lọc, cơn sàng lọc rất lớn của Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh giống như là một cái máy sàng lọc, một cái máy sàng sảy, cái máy khổng lồ. Ngài không phải sảy một hồng thánh của chúng ta đâu, mà Ngài sảy toàn hồng thánh trên thế giới luôn. Nên quý mày trẻ em, nó có một cái cơn sảng sảy giống như ở đây nói rằng là trước cái vụ gặt đó, khi mà vụ gặt đến thì bắt đầu gì ạ? Thì bắt đầu là gặt, cũng là gặt lúa, gặt lúa mình.